Kính thưa quý vị, tiếng chuông ngân vang chào đón công chúa hoàng gia Anh tin từ London, Anh Quốc. Bên cạnh những tiếng súng nổ vang, những tiếng chuông của giáo đường Westminster Abbey đã ngân vang vào ngày hôm nay, ngày 4 tháng 5, để chào đón sự chào đời của em bé hoàng gia Anh Quốc. Những tiếng chuông đã ngân lên vào đúng lúc 2 giờ chiều, cùng với tiếng reo của tòa tháp Elizabeth Tower, được biết đến với tên đồng hồ Big Ben. Không lâu sau đó, tên gọi của công chúa hoàng gia đã được tiết lộ, đó chính là Charlotte Elizabeth Diana. Tại cung điện Kensington Palace và trên mạng xã hội Twitter, người con gái mới sinh của hoàng tử William và vợ là Catherine sẽ được biết đến với tên gọi là công chúa cao quý Charlotte của xứ Cambridge. Theo như thông tin từ cung điện hoàng gia, công chúa Charlotte được sinh ra tại bệnh viện St. Mary's ở phía tây London vào ngày thứ Bảy, là người thừa kế thứ tư của ngai vàng Anh quốc sau người ông là hoàng tử Charles, cha của cô là William và người anh trai là hoàng tử George. Charlotte, Diana và Elizabeth là những tên riêng được yêu thích nhất mà những nhà sản xuất sách đã chọn lựa cho công chúa mới sinh. Cô bé là người chắt thứ 5 của nữ hoàng Elizabeth, 89 tuổi.